liên tục bị netizen cho rằng phim Mai được ra đời nhờ lấy cảm hứng từ bạn gái cũ. Trấn Thành lần đầu đính chính về những đồn đoán từ khán giả. Anh không ngại nhắc nhìn thẳng vào vấn đề và giải đáp mọi thắc mắc. Trấn Thành, người đang nổi lên như một trong những đạo diễn hàng đầu của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, đã gây tiếng vang với việc sản xuất những tác phẩm nghìn tỷ chỉ sau 3 bộ phim đầu tay. Mai, bộ phim mới nhất của anh, đã chinh phục khán giả và vượt qua mốc 500 tỷ đồng, mở ra một trang mới trong ngành điện ảnh Việt. Nam MC Trấn Thành rất đầu tư vào bộ phim, từ việc chọn diễn viên và đầu tư vào từng cảnh quay, chi tiết nhỏ. Những lời khen liên tục được dành cho Trấn Thành, thế nhưng cũng không ít lời bàn tán cho rằng lấy cảm hứng làm phim từ người yêu cũ. Từ câu chuyện trong phim cho tới cách đặt tên cho nhân vật chính khiến không ít khán giả thắc mắc. Từ câu chuyện, cách đặt tên nhân vật chính đến cái kết không trọn vẹn của phim là nguyên nhân khiến khán giả không khỏi thắc mắc. Trong buổi chia sẻ mới đây với truyền thông, Trấn Thành đã lý giải việc tại sao anh đặt tên nhân vật chính là Mai. Nam MC cho biết Mai là tên của loài hoa, đây là loài hoa thường xuất hiện trong dịp Tết tại miền Nam. Biểu tượng của nó mang lại sự sung túc và hạnh phúc, ý nghĩa của tên Mai rất đẹp và nó có nhiều ý nghĩa gắn liền với nhân vật nữ trong phim nên anh đã sử dụng cái tên này. Tôi nghĩ rằng khi đã làm cái gì thì hãy chỉ quan tâm tới điều mình muốn làm thôi, đừng quan tâm đến chuyện người ta có thể suy diễn. Vì sao tôi lại chọn tên Mai? Đầu tiên bởi tôi chưa thấy có kịch bản nào xoay quanh một người phụ nữ nhiều như vậy. Đâu đó trong các tác phẩm văn học, tôi thấy những câu chuyện về một nhân vật nào đó cũng sẽ được lấy tên nhân vật làm tên tác phẩm. Tôi từng phân vân giữa những cái tên như Quyên, Lam và Ngọc. Thân phận phụ nữ như cánh chim Quyên, nhưng Quyên thì đã có phim làm rồi, không thể lấy giống họ. Lam nghe rất đẹp, nhưng dịch ra tiếng Anh là Blue, nỗi buồn, lại buồn quá. Ngọc tức là người phụ nữ sẽ luôn sáng như viên ngọc dù bất cứ điều bất trắc đến với cô ta. Vô vàn cái tên, nhưng cuối cùng tôi chọn Mai. Mai mang ý nghĩa tượng trưng cho ngày mai, cho hy vọng. Trong phim, Mai nói với Dương, cái gì sẽ đến nhưng không bao giờ đến chính là ngày mai. Khi ngày mai đến thì nó đã trở thành hôm nay, vậy nên nó chẳng còn là ngày mai nữa. Từ đó, Mai với tôi là một cái tên rất đẹp, cả về ý nghĩa rất thông điệp. Chúng ta sẽ luôn hy vọng, và hy vọng sẽ là thứ ở trước mắt, là la bàn để mỗi người có thể đi đúng hướng, Trấn Thành cho hay. Ngoài ra anh cũng khẳng định, tôi làm Mai không vì bất cứ người yêu cũ nào. Tôi làm cho một câu chuyện không ai chịu kể. Bởi sự bất công dành cho phụ nữ vẫn nhan nhản diễn ra mỗi ngày, và nếu không ai kể thì tôi sẽ làm việc đó, đơn giản là vậy, Trấn Thành cho biết thêm. Sau kỷ lục hơn 500 tỷ đồng doanh thu trong nước, Trấn Thành mang phim Mai trình chiếu ở Mỹ, Canada và một số quốc gia châu Âu như Cộng hòa Séc, Đức, Slovakia, từ 22/3. Trấn Thành tự hào đứa con tinh thần của mình là phim Việt đầu tiên công chiếu ở 2 châu lục trong cùng một ngày. Mai sẽ chiếu rạp ở hơn 100 khu vực thuộc các thị trường nói trên. Trong số 3 phim Trấn Thành đạo diễn, đây là tác phẩm được phát hành ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhất. Mai làm nên cột mốc mới trong sự nghiệp làm phim của Trấn Thành và thị trường phim Việt. Đến nay, 3 vị trí đầu bảng doanh thu phim rạp Việt Nam đều thuộc về đạo diễn này. Qua bộ phim, Trấn Thành cho thấy tiến bộ về nghiệp vụ đạo diễn, đồng thời chứng minh sự tiếp thu nhận xét của khán giả ở các phim trước. Anh tiết chế các cảnh chửi mắng, lời thoại nói tục so với phim Nhà bà nữ.